Đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Siếc đã công bố một báo cáo liệt kê tất cả các thiết bị được tặng cho Ukraine, có giá trị ước tính khoảng 54,1 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Sena Rokova phát biểu trên truyền hình nhà nước Siếc, không có nhiều vật tư quân sự mà chúng tôi có thể gửi tới Ukraine. Mặt khác, chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho việc không thể gửi vũ khí từ kho của mình vì không muốn gây nguy hiểm cho khả năng phòng thủ bằng giấy phép xuất khẩu mà chúng tôi cấp cho các công ty tư nhân. Theo bà Senna Rokova, ngành công nghiệp quân sự Séc có khả năng cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine nếu ký hợp đồng với họ. Bà đeo những con số cụ thể rằng Praha đã gửi cho Kiev gần 50 xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, 2.500 khẩu súng lục, 7.000 súng trường, 500 súng máy hạng nhẹ và 500 súng bắn tỉa. Tất cả đều do Đan Mạch chi trả. Bộ trưởng Senor Rokova cũng thông báo các huấn luyện viên người Séc cũng đã huấn luyện cho 4.000 binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ phái bộ hỗ trợ quân sự của EU và triển khai các đội huấn luyện cơ động ở Ba Lan. Quyết tâm của Praha được đưa ra sau khi chính phủ mới ở nước láng giềng Slovakia ngăn chặn kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm, tài trợ 40,3 triệu euro vũ khí và đạn dược cho Kiev. Trong 18 tháng qua, Mỹ và các nước đồng minh châu Âu trong NATO đã rót một lượng lớn tài sản trong kho để bù đắp cho những tổn thất cho Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga. Tuy nhiên, đến tháng 10, họ bắt đầu thừa nhận rằng các kho dự trữ đã cạn kiệt. Đầu tiên là Anh, sau đó là Pháp ngừng gửi viện trợ từ kho dự trữ cho Ukraine. Trong số hàng triệu quả đạn pháo 155mm mà EU đã cam kết với Kiev, họ chỉ có thể cung cấp 300.000 quả. Chính quyền tổng thống Joe Biden cũng đang thúc đẩy quốc hội sớm thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine khi các nhà lập pháp Mỹ nhóm họp trở lại. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề gây chia rẽ khi các nghị sĩ Cộng hòa tìm cách gắn sự hỗ trợ dành cho Ukraine với vấn đề an ninh biên giới. Đây là một phần gói ngân sách an ninh trị giá gần 106 tỷ đô theo yêu cầu của tổng thống Joe Biden nhằm viện trợ cho Ukraine, Israel, Gaza và những ưu tiên an ninh khác. Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine cách đây chỉ một năm giờ đã chuyển sang cuộc chiến đảng phái khác ở Mỹ. Ông Lubomir Medna, người tiền nhiệm của Senator cho biết trong cùng chương trình phát sóng trên truyền hình nhà nước Séc rằng ngành công nghiệp quân sự của Nga dường như đang vượt xa phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Senator đồng ý với nhận định này nhưng cho rằng Moscow cũng có sự giúp đỡ từ nước ngoài. Bà Senerokova cho biết, bắt kịp và vượt lên phía bên kia trong cuộc chạy đua vũ trang không phải là điều dễ dàng, và điều đó có thể có nghĩa là đối với Ukraine, một số việc sẽ không diễn ra như kế hoạch. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Séc đã đưa ra lời hứa về vũ khí cho Ukraine khi đến thăm Kiev. Hai chủ tịch của cả hai viện quốc hội Séc cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đứng đầu quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk. Phát biểu với các nghị sĩ Ukraine ở Kiev, Chủ tịch Hạ viện cho biết đất nước của bà sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong đó, Chủ tịch Thượng viện thì nhấn mạnh Ukraine xứng đáng được hỗ trợ thêm vì nước này không chỉ đấu tranh cho chính mình mà còn cho các nền dân chủ châu Âu khác. Theo Bloomberg, viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine có nguy cơ bị hoãn sang giữa tháng 12 hoặc có thể lâu hơn, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của Washington trong việc duy trì dòng vũ khí mà cả chính quyền của Tổng thống Joe Biden và chính phủ Ukraine đều cho là quan trọng. Quốc hội Mỹ có thể hoàn tất các cuộc đàm phán và thông qua khoản hỗ trợ mới cho Ukraine, sớm nhất là vào giữa tháng 12, gần hai tháng sau khi Tổng thống Biden lần đầu tiên đề nghị viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev liên quan tới cuộc xung đột với Nga. Đề nghị của ông Biden dành cho Ukraine là một phần trong gói an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, nhằm cung cấp tài trợ khẩn cấp cho Israel, cùng các sáng kiến an ninh ở châu Á, Thái Bình Dương và để giải quyết sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ Mexico. Nhằm phản bác lại đề xuất trên, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đã đặt câu hỏi Tôi muốn thành thật về vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi có 5-6 người qua biên giới mỗi ngày. Chúng tôi có tất cả những nhu cầu khác. Tại sao Ukraine lại quan trọng trong bối cảnh đó? Sabrina Singh, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết sự không chắc chắn trong Quốc hội Mỹ đã khiến cho Bộ Quốc phòng nước này cân nhắc số tiền còn lại để viện trợ cho Ukraine một cách thích hợp, tính đến giữa tháng 11 ở mức khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, theo đánh giá của tờ Washington Post. Các gói viện trợ gần đây của Mỹ cho Ukraine trị giá chưa tới 200 triệu đô la Mỹ so với các đợt cung cấp vũ khí trước đó có tổng giá trị từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cam kết với các quan chức Ukraine, trong đó có cả tránh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, rằng Washington sẽ tiếp tục tài trợ cho Ukraine vượt qua một mùa đông khó khăn nữa. Trong khi đó, ông Yermak nhận định tại Viện Houston nhân chuyến thăm Mỹ rằng một bước ngoặt trong cuộc chiến đang đến gần, năm tới sẽ mang tính quyết định. Ông lưu ý rằng Ukraine cần vũ khí ngay bây giờ, nhưng hiện vẫn chưa thể đảm bảo bất kỳ viện trợ quân sự hoặc viện trợ bổ sung nào khác trong tương lai mặc dù vậy tổng thống ukraine volodymyr zelensky đảm bảo với các đối tác phương tây rằng quân đội nước này đang chuẩn bị tiến hành cuộc chiến với nga nhằm tạo ra một số kết quả nhất định bloomberg dẫn lời tổng thống zelensky nêu rõ sẽ không dễ dàng chúng tôi biết điều này nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng thế trận của ukraine vẫn vững chắc tuy nhiên ông zelensky thừa nhận rằng nếu không tiếp tục nhận được hỗ trợ quân sự từ phương tây ukraine sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nói rằng việc các đồng minh chuyển trọng tâm sang cuộc chiến israel hamas đã làm chậm quá trình vận chuyển đạn pháo tới kiev khả năng của nhà trắng trong việc cung cấp cho ukraine mọi thứ nước này cần đang bị thu hẹp mỗi tuần khi quốc hội mỹ không thông qua gói viện trợ lớn mới cho ukraine trong chuyến thăm kéo dài hai ngày tới ukraine cựu thủ tướng david cameron của anh trong vai trò mới là ngoại trưởng đã tuyên bố rằng london sẽ duy trì hỗ trợ quân sự cho kiev dù phải mất bao lâu một nỗ lực nhằm đưa ra sự chấn an trong bối cảnh lo ngại rằng ukraine đang bị lãng quên khi phần lớn sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc chiến ở gaza ông cameron đã chọn kiev làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi trở lại nội các anh Trước đó, EU thừa nhận rằng họ có nguy cơ không cung cấp cho Ukraine một triệu viên đạn cho tiền tuyến của Ukraine vào mùa xuân năm sau. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU tại Bruxelles, con số 1 triệu sẽ không đạt được. Cho đến nay, chỉ có khoảng 300.000 viên đạn đã được chuyển giao từ các kho dự trữ hiện có ở EU do đó các quan chức cấp cao từ những quốc gia vùng baltic bày tỏ sự lo lắng trong các cuộc phỏng vấn về căng thẳng về nguồn tài trợ tại quốc hội mỹ khiến cho ukraine không có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến với nga trong bối cảnh cuộc phản công chậm hơn dự kiến đang đi vào bế tắc eu hiện đang có rất nhiều điều không vừa lòng với kiev việc ukraine chưa gia nhập được eu và nato cũng là do nước này chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn mà phương tây đòi hỏi ở họ EU đã khẳng định rõ ràng chính phủ Ukraine phải chứng minh họ đang tiến hành các cải cách về thể chế, bao gồm lĩnh vực tư pháp và chống tham nhũng, tôn trọng chế độ pháp quyền, thể hiện cam kết quản trị hiệu quả, hiện đại hóa các thể chế quốc gia và địa phương. Cụ thể, Kiev phải đáp ứng 3 tiêu chí chính, còn gọi là tiêu chí Copenhagen, bao gồm việc xây dựng được các thể chế ổn định và dân chủ và hình thành được nền kinh tế thị trường vận hành ổn. Tuy nhiên, EU chỉ ra rằng Ukraine còn nhiều yếu kém trong các khía cạnh nêu trên. EU cũng không hài lòng về việc Ukraine chưa hình thành được một hệ thống đảng phái theo kiểu EU dựa trên các lợi ích và giá trị kinh tế xã hội. Họ cho rằng các chính trị gia đắc cử tại Ukraine thường sau đó sẽ không thực hiện đúng cải cách mà họ đã cam kết với EU. EU cũng đánh giá nền kinh tế của Ukraine chưa thực sự thị trường và khó hấp thụ cạnh tranh trong khối. Thêm vào đó, việc Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Tổng thống dự định tổ chức vào tháng 3 năm 2024, được cho là có khả năng sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực của Kiev trong tìm kiếm thêm tiền bạc và viện trợ quân sự của phương Tây. Thông thường, bầu cử Tổng thống tại Ukraine diễn ra cứ 5 năm một lần. Ông Zelensky tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine vào tháng 5 năm 2019, nghĩa là nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vài tháng nữa tuy nhiên ukraine đang trong trạng thái thiết quân luật và ông zelensky đã vận dụng hiến pháp ukraine để trì hoãn cuộc bầu cử tiếp theo theo luật ukraine khi tình trạng quân luật được ban bố người ta có quyền cấm tổ chức bầu cử tổng thống quốc hội và các chính quyền tự trị đối với đường kim tổng thống ukraine bất cứ lời bàn nào về bầu cử lúc này sẽ làm tăng các vấn đề chia rẽ chính trị có thể ảnh hưởng đến nước này trong cuộc xung đột vũ trang với nga trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền hình, nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Chúng ta phải nhận thức rằng bây giờ là thời kỳ phòng thủ, thời kỳ chiến trận quyết định số phận của quốc gia và dân tộc, chứ không phải thời gian cho sự thao túng mà phía Nga có thể tận dụng. Tôi tin rằng bây giờ không phải là lúc cho chuyện bầu cử." Trong cuộc phỏng vấn khác, ông cho rằng một cuộc bầu cử sẽ tốn khoảng 135 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, theo ông Zelensky, nếu tổ chức bầu cử sẽ đòi hỏi phải thay đổi luật bầu cử, cấm bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật đảm bảo quá trình bầu cử công bằng cho những ai phục vụ ngoài mặt trận và tiếp cận được hàng triệu cử tri Ukraine đã phải di tản trong thời chiến. Một câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và EU có tài trợ cho bầu cử ở Ukraine hay không? Khả năng cao là không, do các nước phương Tây e ngại, ông Volodymyr Zelensky có thể tận dụng các phương tiện truyền thông trong tay để thúc đẩy các mục tiêu chính trị và gây sức ép để các nước này cung cấp thêm cho Ukraine vũ khí đạn dược và tiền bạc. Trong tuần vừa qua, Cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn ra quyết liệt trên nhiều hướng, tuy nhiên không có những đột phá mang tính bước ngoặt. Theo thông tin từ Trung tâm nghiên cứu Phương Đông Ba Lan (OSW), giao tranh tiếp tục nổ ra ở các mặt trận chính giữa lực lượng Nga và Ukraine, như tại Adivka, ba khử Bakhmut, dọc ranh giới khu vực Donetsk và Zaporizhia. Điểm đáng chú ý là ngày càng có nhiều nhận định, phân tích về thế giằng co, bế tắc của cuộc xung đột. Ví dụ, OSW và Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ đánh giá rằng trong 5 tháng phản công, lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được thành công đáng kể nào. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã mô tả tình hình mặt trận là bế tắc và kêu gọi phương Tây đột phá công nghệ trong việc cung cấp viện trợ quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc vận chuyển đạn pháo của phương Tây cho Kyiv đã thực sự chậm lại sau khi bùng nổ giao tranh giữa Israel và Hamas. Đồng thời, lượng dự trữ của quân đội Ukraine đã giảm. Ông nhấn mạnh quy mô cung cấp từ các đối tác hiện tại quá nhỏ so với nhu cầu của Ukraine. Cả tuyên bố của Tổng thống Ukraine lẫn tình hình mặt trận đều cho thấy vấn đề thiếu đạn pháo ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với Kyiv. Mặt khác, các đại diện phương Tây xác nhận vấn đề ngày càng gia tăng với sự hỗ trợ của Ukraine trong lĩnh vực này. EU không thể tự mình sản xuất đủ lượng đạn dược. Trong khi Mỹ hiện coi việc viện trợ cho Israel là ưu tiên hàng đầu và kế hoạch tăng sản lượng vẫn đang được thực hiện. Cho đến nay, cả Ukraine và Nga đều chưa sẵn sàng đàm phán. Thay vào đó, hai bên vẫn duy trì giải pháp quân sự và đang hướng tới các chiến dịch cho năm 2024. Vì vậy, những diễn biến trên chiến trường Ukraine thời gian tới có thể sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các cân nhắc về địa chính trị, chu kỳ bầu cử ở Mỹ và châu Âu, cũng như việc cung cấp vũ khí và đạn dược từ phương Tây. Tại hội nghị Ngoại trưởng G7 Cộng về Ukraine do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Quốc vụ Khanh phụ trách đối ngoại của Nhật Bản Iwa Hori đồng chủ trì. Các đại biểu đã giả soát việc cung cấp các thiết bị quan trọng như máy biến thế công suất lớn, các hệ thống dự trữ năng lượng trong trường hợp khẩn cấp mà Ukraine có thể sử dụng để ổn định mạng lưới điện và đảm bảo thông suốt các dịch vụ thiết yếu như hệ thống sưởi và xử lý nước. Các nước đối tác cũng cam kết hỗ trợ Ukraine bảo vệ những cơ sở hạ tầng hiện có và hỗ trợ đẩy nhanh việc phục hồi trên cơ sở hội nghị tái thiết Ukraine URC tháng 6 vừa qua tại London của Anh, nhóm G7 cộng nhất trí ủng hộ tầm nhìn hỗ trợ Ukraine xây dựng một hệ thống năng lượng sạch hơn, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tích hợp hoàn toàn với hệ thống năng lượng của châu Âu. Các ngoại trưởng G7 cộng hoan nghênh việc ukraine thông qua quy định về tính toàn vẹn và minh bạch của thị trường năng lượng bán buôn cũng như luật chống độc quyền nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh từ đó tăng cường thu hút đầu tư tư nhân nỗ lực cải cách lĩnh vực năng lượng được đánh giá sẽ giúp đưa ukraine trở thành một trung tâm năng lượng sạch một phần của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và là thành viên tương lai của liên minh châu âu